Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, mặc dù có những thay đổi về tổ chức bộ máy trong từng thời kỳ, nhưng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Thừa Thiên Huế nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân. Ra đời từ những năm bỏ táp của cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến ngày đất nước độc lập thống nhất, non sông thu về một mối, lực lượng công an Thừa Thiên Huế tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới không kém phần gay go, quyết liệt, bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế. Để giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội liên quan, thực hiện tổ công tác tuyên truyền vận động để bà con hiểu rõ chính sách pháp luật, thành tựu sự nghiệp xây dựng đổi mới của đất nước, vận động tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Nhờ vậy, hoạt động của tội phạm trên địa bàn được kiềm chế. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra khám phá 2.828 vụ án về trật tự xã hội với 4.016 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 30,45 tỷ đồng, đã triệt xóa 319 ổ nhóm tội phạm với 1.901 đối tượng phạm tội, đã phát hiện xử lý 236 vụ buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, phát hiện xử lý hơn 320 vụ mua bán tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, chặn đứng nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn vào Huế để tiêu thụ, góp phần ngăn chặn không để tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt trong những năm gần đây, Công an Thừa Thiên Huế đã khám phá thành công nhiều vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tội phạm liên quan tín dụng đen. Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã và kiện toàn lực lượng cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, đã bố trí 374 đồng chí công an chính quy trên 106 xã thị trấn, đạt tỷ lệ 100%, bố trí đủ 100% cảnh sát khu vực. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng là hết sức nặng nề. Nhận thức được điều đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện đoàn kết một lòng, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi kết quả chiến công của Công an Thừa Thiên Huế đều có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các lực lượng vũ trang và sự yêu thương đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. 75 năm qua, thì lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng chung sức với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thì đã cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để giành lại cái độc lập cho tỉnh, cho đất nước. Và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thì lực lượng công an cũng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong cái bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cũng đã thường xuyên bám sát, nắm chắc cái tình hình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và tổ chức triển khai các cái đợt ra quân. Nhờ vậy thì cái môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là lành mạnh, bảo đảm cho cái an ninh, đảm bảo cho cái sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và cái đời sống mà của người dân. Tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang, anh hùng, cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước. Trong thời gian tới, Công an Thừa Thiên Huế không ngừng nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới, năng động sáng tạo trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng Công an Thừa Thiên Huế ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác, công an trong tình hình mới.